Chào các bạn ơi, hôm nay mình cho gia đình nhỏ của mình ăn thịt sườn ram đi các bạn. 4 miếng sườn nè, thì mình ướp vô đây một miếng bột. Bây giờ ăn vàng bột rồi, nhà mình hôm nay là bị dán giấy trước cửa nhà rồi, không có đi ra ngoài được đó các bạn. Bây giờ có gì ăn ấy, có gì làm ấy. Mình ướp vô bột sả nè, bột tỏi nè, bột gừng nè, cái tỏi tươi nè, nước mắm nè, bột nêm và đường nha các bạn. Bé nhà mình với ba thì ăn cái món này, còn mẹ thì ăn bên đây. Các bạn thấy ăn sườn ram rất là ngon, nó vàng như vậy đó. Mình có cái loại mà ướp thịt nướng đó các bạn, của BBK đó. Các bạn bỏ vô chút xíu, không bỏ nhiều, bỏ nhiều nó đen lắm. Bỏ vô chút xíu rồi mình ướp gia vị của mình thêm trong này để cho nó thơm nha các bạn. Bây giờ cái chảo sườn của mình nó thơm dữ lắm luôn rồi đó. Rồi, ở bên đây là một cái đuôi heo. Ở nhà có gì ăn mấy, phần này phần của mẹ với ba nè, còn ngoài không ăn cái này. Một cái đuôi heo mình hầm rồi mình nấu canh với khổ qua nha các bạn. Còn bé thì nếu mà bé lớn thì ăn ổ qua được, nó thích ăn khổ qua. Còn bé nhỏ ăn không được thì cho nó ăn trái cây, chứ biết làm sao giờ các bạn. Đây là những món mà ăn trong ngày hôm nay là trong ngày giãn cách. Bà ngoại quýnh quá, bà ngoại không có làm thì ai làm không được các bạn. Cái mấy món này dễ nấu lắm. Khổ qua thì mình hầm xương xong rồi mình nêm nếm xong mình bỏ khổ qua vô cho nó không có bị đắng nha các bạn. Nêm xong đi rồi bỏ khổ qua vô hầm trở lại. Một cái đuôi heo. Bây giờ có gì ăn mấy, ba với bé thì cũng ít ăn, có thịt có cá. Ngoài thì không ăn thứ này, còn mẹ thì mẹ ăn nhưng mà mẹ ăn cũng ít lắm. Mẹ khổ qua nè. Ngoài hôm nay mình chỉ review lại thôi, còn cách nấu thì các bạn đã biết hết rồi nha. Bị dán giấy niêm phong ở ngoài cửa rồi các bạn, không có đi ra ngoài. Thật ra mà ram theo kiểu ngoại nha các bạn ơi. Canh khổ qua này mình muốn cho nó không đắng thì mình nêm nó trước khi mình bỏ khổ qua vô nha các bạn. Đó. Cái này mình mới bỏ khổ qua vô thì trước khi mình bỏ khổ qua vô là mình nêm ở đây nè, một miếng đường phèn đi các bạn. Khổ qua thì đi đôi với đường, tại vì nó dạ hạ đường dữ lắm, nó làm giảm mỡ máu nè, nó hạ đường huyết, nó là giảm huyết áp đó các bạn. Nhưng mà mình bỏ vô đây xương rồi bỏ vô đường phèn. Ít đường phèn, nếu không có đường phèn các bạn bỏ đường kia cũng được nha. Rồi một ít bột nêm, mà nhà mình không ăn bột ngọt, mà ai ăn bột ngọt thì nên bỏ vô một tí bột ngọt nha các bạn. Bột ngọt có nghĩa là mì chính đó. Còn nhà mình thì chỉ ăn bột nêm thôi, bột nêm nấm nè. Trong đây thì nó cũng có mặn ngọt đủ điều rồi đó. Mỗi nêm nước mắm đi. Như vậy thì nó không có đắng nha các bạn. Mình hầm với xương nó cũng đỡ đắng nữa. Rồi một lát mẹ múc cái này ra, mẹ nó bỏ mì gói vô hoặc bỏ đuôi vô là nó ăn, nó không ăn cơm. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Ăn mùa giãn cách á, mình nấu như thế nào cho nó không đắng, mình dụ bé luôn. Một nồi canh khổ qua, còn bên đây là mấy miếng sườn ram. Và bữa nay là nhà mình là tự bị cách ly luôn rồi đó các bạn. Dán giấy trước cửa nhà rồi mình không có đi ra được, còn cái gì ăn cái nấy. Mùa Covid mình chia sẻ nhau để thông cảm với nhau hơn, để thương yêu với nhau hơn nha các bạn. Cuộc sống mình nó ngắn ngủi lắm các bạn ơi.